Hello xin chào anh em Hôm nay em có một bộ PC cực kỳ mạnh Muốn giới thiệu đến anh em Và nó rất mạnh ở trong tầm giá 44 triệu Đấy, 44 triệu thì cũng là một bộ PC mà Nó tầm trung trung rồi Không thấp mà cũng không quá cao Nhưng mà bộ hôm nay thì rất là khỏe Anh em có thể làm việc nặng ok Và anh em có thể chơi game nặng cũng rất là ok luôn Đấy thì à, Trước khi vào bộ PC thì mình sẽ giới thiệu về cái cặc đồ họa trước đi Đấy, Hôm nay là mình có một con 3090 anh em nhé 3090 Galax, con này là con 3 fan, còn rất là mới anh em ạ Đây này, con này là cạc không phải là châu cài con này nó là hàng render à, Như anh em cũng biết là một số công ty kiến trúc ấy, thì người ta sẽ dùng cạc để render Render kiểu dạng video 3D các thứ đấy Thì người ta sẽ loại những cái Vega đời cũ ra để thay thế vào những cái mã Vega đời mới cho cái hiệu quả render nhanh hơn Thì bây giờ là đã ra 40 rồi Nên là những cái con 30 hàng tốt Hồi xưa là người ta sẽ loại ra Và con này thì mình cũng chỉ còn mỗi một con thôi uh, 3090 Phiên bản 24G Con này nó chỉ có mỗi một bản 24G thôi Và đặc biệt là anh em làm việc Thì rất là thích cái phiên bản 3090 hoặc là 3090Ti Vì nó sẽ rất là lợi VRAM Hai con này thì đều là 24GB VRAM Còn 4070Ti Hoặc là 4080 thì nó sẽ ít V ram hơn Tuy nhiên thì hiệu năng nó lại khá là cao Đấy thì tùy anh em lựa chọn thôi Anh em mua hàng cũ lướt cũng được Mà anh em mua hàng new cũng được Giá của hai dòng này nó cũng chênh nhau khá là nhiều 3090 thì vẫn đang có một cái mức giá rất là hấp dẫn Như con này thì nó chỉ loanh quanh khoảng 16-17 triệu thôi Rất là rẻ Đấy. Thì hôm nay là mình sẽ dùng cái cạc này Để làm cái nhân vật chính của bộ PC ngày hôm nay Và mã này thì còn bảo hành đến 2024 anh em nhé À, bộ hôm nay thì dựng theo cái tông nó là đen và ít led nhất có thể nên là uh, cái cạc cái cạc thì khả năng là một lát nữa là mình sẽ để cho nó nằm úp như thế này đấy, để đỡ nhìn thấy cái led của cái fan này cái cạc này thì nó lại có ba uh, cái fan thì nó đều có có led nên là nó sẽ hơi sáng một chút mà cái đấy cũng không sao tí úp xuống thì nó cũng chả sao đấy. còn ngoại hình thì anh em phải thấy là 3090 galax cũng là một cái mã cạc đồ họa nói chung là thiết kế không được đẹp lắm đẹp thì anh em phải tìm đến những cái hãng nó thiết kế đẹp hơn ví dụ như là Asus này, MSI hoặc là Gigabyte thì thiết kế sẽ đẹp hơn. Còn Galax thì thiết kế chỉ gọi là nhìn được thôi, chứ không phải là đẹp. Đấy, anh em nhìn qua qua cái cạp nó cũng rất là bình thường thôi. Nhưng mà được cái là hiệu năng mạnh, bởi vì là đã là 3090 thì hiệu năng nó sẽ như nhau hết. Và 3090 thì đương nhiên là hiện tại nó vẫn rất là mạnh, cực kỳ mạnh cho anh em render và anh em chơi game luôn. Gần như là mấy con game 3A là 3090 nó cân hết Đấy à, Xem nào Tiếp đến là phần main chip Main chip thì hôm nay là mình có con Coi i7 12.700k Đấy à, anh em hiện tại thì có thể chọn giữa 12.700k hoặc là 13.600k đều được Hai con này thì cùng tầm giá, cùng tầm hiệu năng Và 12.700k thì nó sẽ mát hơn một chút Còn anh em nào mà thích thế hệ mới thì có thể dùng 13600 k đều được Cái này thì tùy anh em thôi À, dùng với cả 12 700k thì mình sẽ dùng một con main Z690 đấy thì à, hôm nay là dùng Z690 thì anh em sẽ không phải update bài nữa cắm cái là chạy luôn bởi vì là chip 12 mà và mã hôm nay thì nó là con Z690 túp con này thì à, mình cũng lên rất là nhiều rồi và thậm chí là có những cái video mà dùng với cả i9 ấy, con này vẫn kéo thoải mái chả vấn đề gì cả thì à, anh em dùng con này rất là ngon rất là ngon trong tầm giá luôn hiện tại con này chỉ loanh quanh tầm 6 triệu rưỡi thôi anh em đã có một con Z690 dòng cũng cao mà kéo uh, chip tốt này và có cả wifi, có cả bluetooth các thứ và thiết kế nhìn cũng rất là ổn đúng không? giáp tản các thứ đều rất là đẹp. đấy thì hôm nay là sẽ chiến con này để làm cái bộ pc mà đen xì, xì ngày hôm nay. bộ hôm nay là rất là đen luôn anh em nhé. và đen thì đương nhiên là ram cũng phải đen rồi và ram đen không có led thì chắc chắn là uh, chạy đâu ra khỏi nắng. hai thằng uh, kingston fury, kingston fury Beat thì uh, mỗi thanh là 16g và hai thanh là 32g ram 32GB thì nó sẽ cân bằng cho cả anh em vừa làm việc mà vừa chơi game đều ngon. Livestream cũng rất là mượt mà. Đấy thì bộ này là làm gì cũng được luôn. SD thì uh, lại là cái con này, lại là con NV2 1 Tốc độ đọc 3500, tốc độ ghi 2100. Con này là con gen 4 giá rẻ anh em nhá. Còn anh em nào mà thích tốc độ cao hơn thì có thể bỏ ra gần 1 triệu nữa, mua con uh, KC3000. KC3000 thì tốc độ đọc gấp đôi con này cơ. Ở tốc độ đọc là 7.000, tốc độ ghi là 6.000, rất là mạnh luôn. Thì anh em nào mà thích nhanh thì có thể mua KC3000, còn à, dùng cơ bản thì NV2 là cũng rất là ok rồi. Đấy. Vì bộ hôm nay là đen ngầu nên là mình sẽ dùng một con tản khí luôn anh em nhé, chứ không phải là tản nước. Và hôm nay thì à, có một con tản khí cực ngầu luôn, đó là con SE207XT Advent. Advent thì là một cái phiên bản mà cao hơn của 207 XT thì cũng như là video gần đây mình mới lên đấy thì 207 nó sẽ có cái chụp này nó sẽ có cái chụp ống ở trên này thì trông nó sẽ gọn gàng hơn và trông đỡ bị thô xấu hơn. đấy à, Kết hợp với cả 207 thì hôm nay là mình sẽ lắp vào một con vỏ H5 Flow đấy. Sở dĩ là mình chọn con H5 Flow bởi vì là hôm nay là dùng cạc 3090, 3090 thì nó sẽ hơi nóng một chút nên là mình sẽ dùng là H5 và lâu vì nó có một cái fan thổi xéo thổi thẳng từ phía dưới trực tiếp vào cái VGA này này nên là sẽ giúp cho cái VGA mát hơn rất là nhiều và đương nhiên là phải bổ sung thêm fan rồi bởi vì là H5 và lâu thì nó fan sở tốc thì như nó chỉ có hai fan thì phải Đấy, nên là mình sẽ phải bổ sung thêm là một pack fan đen nữa Đấy, thì pack fan đen là mình sẽ lắp full hết tất cả các fan vào trong cái cây luôn Đấy, kín fan luôn Và đây là con Cooler Master Silent Fan 120 SI2 Con này thì giá rất là rẻ luôn Cả cái pack 4 fan này chỉ có bao nhiêu nhỉ? 399.000 Quá rẻ luôn cho một pack 4 fan chính hãng Đấy, Còn con nguồn thì rất là quen thuộc rồi Chạy 3090 thì mình sẽ dùng là HX850 Chuẩn Platinum 850 là thoải mái thôi anh em nhá Anh em cũng không cần thiết phải lên 1.000 đâu còn lên 1000 thì anh em có thể tham khảo con RM1000 Giá cũng hợp lý Con RM1000 thì đâu đó khoảng 4 triệu 6, 4 triệu 7 đấy Nếu mình nhớ không nhầm Thì tùy anh em chọn thôi Còn con HX850 này thì chỉ có 3 triệu rưỡi Mà 80 Plus Platinum Vẫn kéo thoải mái là 3090 đấy, Như vậy là mình đã điểm nhanh xong về những cái linh kiện của bộ PC ngày hôm nay Bây giờ thì mình sẽ tiến hành lắp đặt Và sẽ show cho anh em xem là Sau khi lắp xong nhìn nó sẽ như thế nào 44 triệu và mạnh phết đấy anh em ạ <laughs> Và đây là cấu hình PC của chúng ta sau khi đã lắp xong đây, Một cấu hình đen xì xì gần như là rất ít chi tiết LED ở cái bộ PC này luôn Anh em chỉ có thể nhìn thấy LED ở cái main này này, main thì nó sẽ có một chút chấm chấm LED ở phía góc trên cùng bên phải Và ngoài phần main ra thì sẽ có thêm một tí LED nữa ở cái cạc đồ họa Đây này, anh em nhìn này, ba cái fan ba cái fan ở cạc đồ họa thì nó cũng có LED Tuy nhiên thì nó lại úp xuống rồi nên là chúng ta sẽ khó có thể nhìn thấy cái LED ở cái cạc đồ họa này nên là bộ PC hôm nay thì vẫn có thể coi là một bộ PC gần như là full đen Anh em sẽ thấy là rất ít led luôn Đấy, và bộ hôm nay thì rất là mát anh em nhé. Anh em có một cái vỏ H5 Flow H5 Flow thì luôn luôn là cái mã vỏ mà mình cực kỳ ưu tiên à, Khi mà những bộ PC mà dùng những cái cạc khủng Bởi vì là à, cái fan, cái fan thổi xéo của nó Đây anh em nhìn thấy luôn Đấy, cái fan này nó sẽ giúp cho cái cạc đồ họa nó mát hơn rất là nhiều Khi mà anh em dùng một cái vỏ thông thường và thậm chí là mình đã test rồi, mình đã test cái vỏ này với một con 3080 thì nó cho cái mức nhiệt độ cực kỳ mát luôn, cực kỳ ấn tượng luôn. Thì 3090 chắc chắn là sẽ nóng hơn 3080 rồi và cái vỏ này nó sẽ giúp cho con 3090 này mát hơn nhiều. Đấy và bộ hôm nay thì cũng là full một dàn fan màu đen hết. À, khách có lấy thêm một cái pack fan Cooler Master đây anh em thì mình đã lắp là hai fan nóc này, một fan sau này và hai fan ở phía trước. Đấy, như vậy là đã phun tất cả là 5 fan đen cộng thêm một con tả nhiệt khí <laughs> cực kỳ cục xúc anh em nhìn ở đây là con SE207 ất ven đây con đất ven thì nó là một con tản khí mà tháp đôi tháp đôi mà bao nhiêu ống nhỉ một tháp nó làm đôi bốn sáu bảy ống đấy một tháp đã là bảy ống rồi mà nó trang bị hai fan nữa nên là đảm bảo hiệu năng làm mát cực kỳ cao 12.700k và bộ này thì vẫn mát rượi luôn chả vấn đề gì cả còn nếu như là 13.600k thì nó lại là một câu chuyện khác Đời 13 thì nó sẽ nóng hơn khá là nhiều Còn 13.600k mình test trên 207 mà mắc uh, mắc lên ấy, thì nó tầm khoảng 86 độ Thì mình nghĩ là 12.700k nó chỉ tầm khoảng 80 độ thôi Nó sẽ mát hơn là 13.600k khá là nhiều Còn đây là cái cạc đồ họa của chúng ta 3090 Đúng ra ấy là lúc đầu là mình định uh, lắp cái dây nối dài 2 x 8 Nhưng mà rất là tiếc là Galax lại dùng đầu ngược Nên là anh em mua dây nối dài chú ý nhá Ví dụ như là Asus MSI 2 giga Thì cái lấy cái lấy chốt ấy nó sẽ ở bên trên Đấy, Nhưng mà Galax thì cái chốt nó ở phía dưới Nên là cái bộ dây nối dài của mình lại không cắm vào được cái cạc đồ họa này Nên là hôm nay là mình cắm trực tiếp cái dây stock vào cạc đồ họa luôn Còn lại thì cái dây 24 pin 24 pin thì mình vẫn dùng là dây uh, nối dài đó, còn RAM thì đen xì xì và đã bị che hết bởi cái tản nhiệt khí này rồi. Đấy, anh em chơi 207 thì phải xác định nó là chơi RAM lùn lùn một tí và xác định là không nhìn thấy RAM đâu nên là đừng có build RAM LED làm gì cả, phí. Đấy. À, đây, mình sẽ quay lại một lần nữa về tổng thể của cả bộ PC ngày hôm nay. Đấy như vậy là với khoảng 44 triệu anh em đã có một bộ PC mà gần như là làm việc nặng rất ok, chơi game nặng cũng cực kỳ ok luôn. Và full đen rất ngầu. Đấy thì anh em nào mà có nhu cầu thì cứ liên hệ mình qua Zalo Facebook ở dưới phần mô tả thì mình sẽ tư vấn thêm cho anh em rồi cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em ở những bộ pc tiếp theo